Lên không, lên không, lên không. Hỏi ngạt thấy kéo còn bự bự rồi cả nhà ơi. Nãy giờ lâu lắm rồi đó mới ăn lại. Rồi. Rồi kéo cái cần công rồi kìa. Ui 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 ui. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay hai cha con như tiếp tục hành trình đi đánh bè nha cả nhà. Và Dũng đang rời dĩa gỡ lại cái vụ đếm đang rớt ngoài đó đó cả nhà. Chứ quả bè ngoài này, câu đang nước đứng đứng nha. Dũng ra đây câu tôm luôn bà cô chú ơi. Tí nước lớn chỉ mạnh cái mình hãy vô bè trong bè giữa. Và câu hắt cái nè. Ôi trời nó ngốp kìa ba ơi. Ba nó ngốp luôn kìa. Trời nó ngốp một bầy chừng như cá nuôi hầm như cả nhà. Trời nó ngốp rồi khó cả nhà. Thấy nó ngốp không? Cá bự đúng không ạ? Kìa ngốp kìa. Ê cha ơi, mình tấp vô đó hai cho con mình câu cái này hồi hết lên trên đó ha. Trời ơi, cá bự thôi cả nhà ơi. Phải đếm không ba, phải đếm không? Đếm không phải không? Ba trời đã cả nhà, để thử hy vọng bữa nay. Kể đi hết xuống. Bữa góp sát bên xuống cả nhà nhìn nó góp nè. Đầu video thì cũng rất là chúc tốt lành cả nhà mình nhé, chúc ông bà cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Để vui bị vui làm mồi xong vô câu đến may mắn cá ăn thì quay cho cả nhà mình xem nha. Thấy quá trời ngốp rồi cả nhà, ngốp quýu tay cho luôn cả nhà. Lên không, lên không, lên không. Quá ngạt thấy kéo còn một mưa rồi cả nhà ơi. Nãy giờ lâu lắm rồi đó mới ăn lại. Kéo một cái cần nó cong rồi kìa. Ui 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 kéo bẻ con to à. Ôi bự. Dạ dạ dạ. Ui 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 ui. Móc 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 thịt không vậy? Nó luôn mạnh nó luôn. 2, 3, 4 lử. Trời ơi, cá 3-4 kg. Trời ơi, 2-3-4 lử luôn. Ngốp hả mày, mày ngốp nãy giờ hả mày. Đá vô cả nhà, vô bánh cả nhà ơi. Còn tốt nặng á. Kéo cá đã được chưa. Kéo cái cần nó cong, 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 cong. Vui đá cả nhà ơi, ngon. Quá trời ngon. 3-4 lử luôn. Làm cái ngạnh lưng nó luôn ba. Ôi ngạnh lưng đó là không chị. Quá chưa đã. Chùm nhoi sướng được cái vụ này. 2 lử miệng móc 2 lử ngoài. Xảy đường nào nữa hả? Xảy đường nào. Sợ nó kéo vô gì tố á. Câu này ngán cái vụ ấy. Thấy bà ha. Ôi bữa lần cái bà. Nó mạnh 3 kg. Ôi trời ơi, hết biết cả nhà. Hết biết ngon cả nhà. 3 kg không bà? 3 kg. Quá trời đã. Chuyển vào đây câu tôm cả nhà mình ơi. Dính không đây? Thấy nặng nặng rồi. Dính. Cha Dũng câu bên kia. Đây nước cạn khô cả nhà, chừng thước rưỡi nước à. Một con tôm nha cả nhà. Giờ câu cá cha ở ngoài đó hết ăn rồi, hai đứa con nhảy vô đây đi câu tôm luôn. Con nữa nè ba. Con này hả? Con này bự hơn con 2-3 con nãy, 2 con nãy nhỏ nhỏ không mà vô không quay. Bự không, bự không? Con lên thiếu thiểu ngủ câu mà nằm ngủ luôn á cả nhà. Rồi, trời ơi, cá nặng lắm hả? Cần này cũng làm ten ten đó nè. Thăm nó luôn thử coi. Cá này chắc cá dảnh. Không có dầu đếm nữa sao?
phải dẫn hết cái bự. Nãy sấy con chắc cũng cỡ đó á. Nãy còn bự luôn mà. Nãy cái dẫnh là cái gốc không biết. Dạ. Còn có dẫnh cỡ này mới thấy ham rồi cả nhà. Ui bự như vậy nè. Còn này kia. Cái này câu cá đó, tự nhiên nó ham kiếm mà không câu dính thấy mê. Ôi coi cái con. Dính cá cả nhà tự xử luôn. Dính cá thành công vừa quay vừa quay phim vừa quay cá lên luôn. Cái giá rồi dính gì đổi luôn. Vô rồi, vô khỏi gì đổi rồi cả nhà. Rồi dính dây này luôn. Dãy gói đanh luôn rồi. Báo nữa. Cá xinh kỳ kia nè. Cá dứa. Cá này ngon lắm nha ông bạch cả nhà. Cá dứa gỡ cái nó dãy gói nùi dây kia. Thôi sẵn sàng về cả nhà ơi. Cuốn câu lên hết rồi. Chưa cho vô đó. Cái nhà mình xem. Thành quá bữa nay. Đuối. Mệt chết. Con ngập bỏ thủng đá rồi cả nhà. Cá này ngon ngon không? Cá này dễ ăn cọp con đừng nói đồ kho mắm nữa nha. Sống rồi ta. Còn nó bự nhất rồi cả nhà. Ba con này chắc ba con này chắc được 5 kg. Mấy cái dẫnh hay cái dù đếm nhỏ. Này được có nhiều đó cả nhà. Con xanh kỳ. Chào cả nhà. À, có nhiều quá đó. Như vậy là ngon rồi. Và chuẩn bị bỏ câu vô vỏ về cả nhà. Cũng hết ngày câu bè đó cả nhà. Cái này ngộ cả nhà, nước rồng cá nó ăn chứ nước lớn câu nó không ăn cả nhà mình ơi. Kỳ. Này trong vỏ câu chắc có 7 kg được không ba? Nặng lắm. Có 7-7 kg cá cả nhà. Cũng tạm tạm được. Giờ đang điện chú Bảy cũng đưa đò cả nhà. Hôm qua ông cướp về. Ra bè câu rồi tốn tiền cả nhà, tốn tiền cũng nhiều. Bữa nào tôi có cá thì đỡ, bữa nào không có cá thì lỗ nặng luôn. Đó, trời cái vỏ cá. Chụp tấm hình nữa gửi cho bạn Vũ coi coi. Gì để gì nhìn mới ghê nè. 7-5 kg. Thế bà ha, này cũng tạm ổn đi. Cho lấy cái bọc cho đựng lưới câu nha, con ship mang cái câu. Rồi Vui cũng kết thúc video ở đây, về luôn nha cả nhà. Cả nhà xem ủng hộ Vui một like và đăng ký để kênh được phát triển hơn cả nhà. Thì lúc này câu xong thì thất quá cho nên Vui đi câu bè để dòng có cá đăng cả nhà mình xem. Bè thì cá cũng không nhiều cả nhà mình ơi. Bè gì thì cũng tạm tạm ổn, đỡ hơn những cần đủ kia, mấy cần đủ kia bữa nay cũng thất cả nhà. Cá lúc này nó ăn yếu xìu à. Rồi Vui kết thúc video ở đây luôn nha. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ha. Bye bye cả nhà mình nha. Không biết là có cái vô. Đi biết bao lần mới biết được cái lạch câu nó hả?